thật ra rất nhiều cảnh nóng á, bọn em ngại là vì em không đẹp chứ không phải là vì em sợ. Nói ra nhá, bà không còn đẹp về hình thể nữa nên bà ngại. Xong là bà mang cái ngại đó ra, bà bao trùm cho các nữ diễn viên. Là mình sẽ phải khoanh vùng khán giả. Hai là mình phải có quy chế rõ ràng. Quy chế rõ ràng để người ta chấp nhận được đó là một cái hình ảnh rất đẹp, rất thẩm mỹ, rất nghệ thuật và không phản cảm. Đúng không? Cụ thể thì những con người diễn viên trong đó, thí dụ như em đi, là em ngại rồi đó. Nhưng thí dụ như anh thì anh tính làm sao? Cái gì? Em ngại. Em ngại rồi đó, nhưng mà còn anh, nếu anh là diễn viên mời anh có những cái cảnh đó thì anh làm sao? Em nói thí dụ đặt trường hợp là anh đi. Tại vì anh ngày hôm nay anh đặt ra cái vấn đề là tại sao không có những cái cảnh nóng ở trên sân khấu mà các bạn cứ phải làm giả, hoặc là tại sao các bạn cứ né? Nội dung mà mình bàn đến hôm nay có lẽ còn nguy hiểm hơn, nguy hiểm nhất trên đời mà hôm nay Thủy gặp. Đó là cảnh nóng trên sân khấu kịch. Chắc là Thủy rất ngạc nhiên đúng không? Khoan, em xin lỗi em, cho em hỏi, có cần thiết phải nói về cái vấn đề này hay không? Phải, cần chứ, cần chứ. Tại sao điện ảnh có cảnh nóng, đúng có rồi, chia 18 cộng, 16 cộng. Ô, sân khấu rất hay nói đến tình yêu, rất hay nói đến tình yêu nam nữ, và rất hay nói cũng đến có những cái cử chỉ về tình yêu, mà chúng ta lại mặc nhiên là coi như là, nghĩa là hoặc là sân khấu không có cảnh nóng, hoặc là cảnh nóng của sân khấu không cần nói đến. Thủy đã từng ra nước ngoài, Thủy đã từng xem kịch nước ngoài trên TV hoặc là hoặc là trên màn ảnh, hoặc là trên sân khấu thật, Thủy thấy rằng trong sân khấu của họ cảnh nóng rất nhiều, và có những cảnh rất là ghê gớm. Thậm chí đã có những cái năm mà gọi là gì nhỉ, liên hoan sân khấu nước ngoài ở Hà Nội, có những đoàn họ mang đến những cái vở kịch thì có những cảnh nóng trên sân khấu, thì mình cũng đâu có phê phán họ đâu. Tất nhiên Hoàng nói như thế không có định rằng là quảng bá hay là khuếch trương lên những cái gì gọi là những cảnh gọi là thần tục, nhưng bây giờ đã đến lúc chúng ta phải bàn nghiêm túc là sân khấu kịch của chúng ta, những cảnh nóng nó ở cái mức độ nào, nó nên ở đâu, và nó có nên phát triển đến mức cỡ nào. Có lẽ đã cần thiết rồi chứ. Anh Lê Hoàng nói trên cái phương diện là phục vụ cho cái đẹp, phục vụ cho nghệ thuật. Ừ. Theo em tại sao khó chạm đến như thế này là anh Hoàng, có thể là trên sân khấu nó sẽ thật quá chăng, nó gần quá hay không, và trên màn ảnh đó anh, nó có người có thể thay thế được theo từng cái scene một, nhưng mà trên sân khấu không có thấy được. Thí dụ giống như em đi, em sẽ là người sẽ không thoải mái để có thể thực hiện những cái cảnh okay, đó okay, okay, thế thì làm okay. Sao thế được? Đúng là điện ảnh với sân khấu nó khác nhau rất xa. Điện ảnh không phải là con người thật, dù có máy quay phim có nét đến mấy nữa cũng là vẫn là chiếu lên cái màn thôi, và trong điện ảnh có thể có đúp, có thay thế, đúng có rồi, đấy đúng rồi. Còn trên sân khấu thì không như thì thế không thể. Cho nên rằng là không thể nói rằng là chúng sân khấu phải copy nguyên cái, những cái lối cử chỉ ở trên màn ảnh được, nhưng cũng đã đến lúc chúng ta phải bàn đến rằng là trong những cảnh yêu đương, trong những cảnh tình tứ thì sân khấu nên phải chọn những cách giải quyết như thế nào, và sân khấu có nên như điện ảnh không, là cũng có những cái vở kịch mà khoanh vùng khán giả không. Ở nước ngoài là nó có, và trong rất nhiều vở kịch Việt Nam hiện đại người ta có viết tất cả những cảnh yêu đương ấy chứ, nhưng mà khi mà lên sàn diễn ấy, thì những người đạo diễn do thói quen và do cách nghĩ bao nhiêu năm nay thì làm những cảnh đó rất là qua loa, rất là tượng trưng. Đúng rồi, đúng không? Dạ, đúng rất rồi. Là tượng trưng. Mình là đều là diễn viên và đạo diễn, mình biết cái sự tượng trưng nó không phải lúc nào cũng có sức mạnh, đôi khi nó không đủ sức để miêu tả đó. Nó không phải là lúc chẳng hạn như là hễ họ yêu nhau cái bắt đầu quay qua cái màn để quay qua cái bóng, đúng không? Đúng rồi. Cái trò đấy cuối cùng là nó cũng cú mềm à. Và thậm chí có những cái va chạm với nhau, hay là có những cái pha mà tình yêu rất ngọt ngào với nhau thì vẫn phải xử lý là giả anh ở lấy cái tay che, hay lấy cái vai che, hay là lấy một cái bên má gì đó che đi, chứ mình cũng không thể nào làm thật 100%, hoặc là có những cái cảm xúc thật, hoặc là có một cái hình ảnh mà mình nói rằng là tương đối tả một cách chân thật như là điện ảnh được. Thật ra cái bây giờ anh Hoàng đặt một cái vấn đề đó thì Thanh Thủy lại cảm thấy rằng à ha, tại sao lại không ta? Xin nhắc lại là tại sao điện ảnh có phân cấp khán giả mà sân khấu mình không? Hay là tại mình chưa đủ tài? Không phải là không đủ tài, mình không có nói rõ cái quy chế. Nghĩa là bên điện ảnh bây giờ rõ quy chế lắm. Hở tới cỡ nào là sẽ 16 cộng, hở tới cỡ nào là 18 cộng, các đạo diễn biết cả rồi. Nhưng bên sân khấu là không. Nó sẽ có như thế này nè. Một là mình sẽ phải khoanh vùng khán giả.
Hai là mình phải có quy chế rõ ràng. Quy chế rõ ràng để người ta chấp nhận được đó là một cái hình ảnh rất đẹp, rất thẩm mỹ, rất nghệ thuật và không phản cảm, đúng không? Cụ thể thì những con người diễn viên trong đó, thí dụ như em đi là em ngại rồi đó, nhưng thí dụ như anh thì anh tính làm sao? Cái gì? Em ngại. Em ngại rồi đó, nhưng mà còn anh, nếu anh là diễn viên mời anh có những cái cảnh đó thì anh làm sao? Em nói thí dụ đặt trường hợp là anh đi. Tại vì anh ngày hôm nay anh đặt ra cái vấn đề là tại sao không có những cái cảnh nóng ở trên sân khấu mà các bạn cứ phải làm giả, hoặc là tại sao các bạn cứ né? Hoàng không nói là tại sao không có cảnh nóng trên sân khấu, mà Hoàng nói là tại sao những cảnh nóng trên sân khấu không có quy chế rõ ràng cho nó. Yeah. Đúng không? Yeah. Đấy, chúng ta là một nền nghệ thuật trưởng thành. Đúng không? Và chúng ta đang phục vụ những khán giả trưởng thành. Đất nước Việt Nam này là đất nước của những người con người trưởng thành, chứ không phải là toàn là những vị thành niên. Vậy thì không có cái gì mà chúng ta phải né tránh cả. Tại sao điện ảnh có phân cấp khán giả mà sân khấu mình không? Tại sao những cảnh nóng trên sân khấu không có quy chế rõ ràng? Trong khi điện ảnh có rồi, chẳng hạn như vừa rồi phim Đãng. Thì chị em Hoàng vừa đọc cái kịch bản nó nói về một cái xóm có một cô gái điếc, đúng không? Thì là Hoàng mới kể là đáng. Cái này có sao? Đó là, anh ơi, bây giờ duyệt họ thoáng lắm. Gắn ngoài 18 cộng thì là họ sẽ để cho một cái mức độ nào đó. Nghĩa là họ, người đạo diễn biết là mình được phép làm đến đâu. Còn cái trên sân khấu thì người đạo diễn có biết được phép mình làm đến đâu đâu. Sẽ có những cái vở, sẽ có những hoàn cảnh mà phải có một sự thực nào đó thì nó mới có giá trị thì sao? Nhưng mà thí dụ bây giờ nó cho, quy chế cho sẽ sửa lại hoặc là sẽ mở rộng ra hơn nữa cho cái hoạt động của sân khấu. Vậy nếu như là diễn viên dám không? Trời ơi, sao lại không dám? Thủy ơi, Thủy nhầm hoàn toàn. Thủy nhầm hoàn toàn. Diễn viên điện ảnh cũng như diễn viên sân khấu thôi, đều là diễn viên. Hoàng rất tiếp xúc với rất nhiều những cô gái trẻ. Và họ đều nói với Hoàng, nói riêng thôi, chứ họ không bao giờ nói trên đâu hết. Họ nói là thật ra rất nhiều cảnh nóng bọn em ngại là vì em không đẹp, chứ không phải là vì em sợ. Tất nhiên cái cảnh đó là phải hợp với lại nội dung, đúng không? Và cái kịch bản và cái sân khấu là phải đàng hoàng. Mình tôn trọng tất cả những cô gái không muốn đóng cảnh nóng, và mình tôn trọng tất cả những cô gái muốn đóng cảnh nóng nếu như cái điều đó hợp với quan điểm của họ, hợp với lại tiêu chí nghệ thuật và hợp với cái quy định của nhà nước. Chứ đừng có cái lối là này, con nhỏ này nó hở hang lắm, tức là nó hư. Bây giờ cũng chả ai nghĩ thế đâu. Nghĩa là thế này này, bà ơi, bà nói ra nhá, bà không còn đẹp về hình thể nữa nên bà ngại. Xong là bà mang cái ngại đó ra, bà bao trùm cho các nữ nhân viên. Thật ra không phải đâu. Khi mà anh Hoàng đặt cái vấn đề này với Thanh Thủy thì Thanh Thủy thấy là tại sao mình lại cứ phải né tránh cái việc này? Tại sao nó là một cái đẹp, ai cũng có thể đến với nó, ai cũng biết, và nó là điều thăng hoa trong nghệ thuật, trong đời sống của mình luôn. Nó là cái đẹp mà. Vậy thì tại sao chúng ta lại sợ, chúng ta lại né tránh? Nhưng mà tại sao sân khấu lại phải bó gọn mình, và sân khấu lại đóng khung mình, hoặc là phải cho mình là phải cứ là như vậy? Thủy nhìn sân khấu thế giới đi. Những cái cảnh thuộc về hở hang, đối với họ không có gì để bàn cả. Nó chỉ bàn là có hợp hay không, chứ họ không bàn là hở như thế là sai hay đúng nữa. Sau cái ý kiến góp ý của MC Lê Hoàng thì chắc có lẽ rằng là không, cái này em nói thật đấy, Thanh Thủy sẽ bàn với một cái vở diễn nào đó, nếu nha, nếu nó phải có, nó phải có những cái điều đó, những cái tình huống đó, em dùng chữ tình huống nha, những cái tình huống đó, rồi những cái chi tiết đó để làm cho vở kịch nó hay hơn, thì nó đẹp hơn, nó thăng hoa hơn thì sẽ làm. Ai sẽ là người ủng hộ chúng tôi? Chắc là MC Lê Hoàng. Đầu tiên là khán giả ủng hộ, bởi vì khán giả họ muốn xem những cái gì đẹp nhất và đúng nhất, có đúng không? Rồi sau đó là các diễn viên, đặc biệt là các diễn viên có body đẹp, các diễn viên có thân hình hấp dẫn và các diễn viên có hiểu sâu sắc nghệ thuật. Bây giờ chúng ta mở lắm rồi, sân khấu ca nhạc ấy là ca sĩ hoặc là những người minh họa, nhưng họ ăn mặc phải nói là rất là hở, đúng không? Và chúng ta vẫn lên truyền hình đàng hoàng, bởi vì chúng ta không ai nhìn cái đấy theo cái nghĩa xấu nữa. Chục năm rồi Hoàng có cái vở rất nổi tiếng là Bikini đấy. Cái vở đó xem rất là đông, rất là hay. Mấy cô diễn viên là Lê Khánh, Mỹ Duyên, Xuân Lan mặc bikini trên sân khấu. Đúng rồi. Thì có ai la làng gì đâu. Đúng rồi. Theo em nghĩ gì là anh Hoàng, nó là cái đẹp. Thật sự mình phải công nhận đó. Một với chút xíu thôi nha, là sau Tết sẽ có những cái vở mới ở cái sân khấu Edicap, và
trong đó nó sẽ có một cái vở, Thị với lại tác giả với đạo diễn đang bàn với nhau là cảnh đó sẽ phải như thế nào. Đúng, nó xảy ra đúng ở một cái con người không đẹp như mình, ở một người có tuổi như mình, nhưng mà lại có một cái quá khứ nó hơi đặc biệt một chút xíu, với một cái anh sinh viên rất là trẻ tuổi. Như vậy nó sẽ phải như thế nào để người ta hiểu được rằng là trên cái cuộc đời này, cái điều mà duy nhất mà cô ấy muốn có được đúng là con người, là được ngủ, được sống, được với người mình yêu thật sự, thì sẽ phải như thế nào? Thế mình nói chà, cái này cô bộ căng à. Căng đấy, căng là vì chưa gì các vị đã rụt cổ lại rồi. Thì Thanh Thủy hứa sẽ về suy nghĩ lại và sẽ thống nhất lại, sẽ bàn lại với một cái cách nào đó. Có thể là mình đóng khung lại ở cái 18 cộng để mà mình được tiếp tục với khán giả. Tôi xin nhắc đi nhắc lại là điện ảnh họ có rồi và họ làm rất tốt, tại sao sân khấu không làm? Cùng là nghệ thuật Việt Nam cả thôi, và đôi khi cũng là những diễn viên đó thôi, diễn viên đó đóng phim rồi lại đóng kịch đó mà, đúng không? Thì tại sao là trên phim họ làm được và trên kịch họ không làm? Cười MC Lê Hoàng của Diêu cực kỳ nguy hiểm đó quý vị. Nguy hiểm đó đấy. Sắp tới những cái vở kịch của Thanh Thủy, nếu như nó cần phải có cảnh nóng, nếu như nó cần thôi nhá, chứ không phải là cứ không có là cứ bôi cảnh nóng ra, thì nó sẽ làm rất đẹp, rất mới và rất hiện đại.